xin kính chào quý vị khán giả tín dụng đen nghe chừng như câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi dạo qua các ngõ xóm các khu công nghiệp từ thành thị tới nông thôn từ thủ đô tới các tỉnh xa xôi bất cứ chỗ nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các tờ rơi công khai mời trào vay vốn được dán trên cột điện hay là tường nhà thế nhưng mà tờ thời báo kinh doanh sáng nay có một góc nhìn khác muốn hạn chế tiêu cực thì cần nhìn nhận đúng đắn hơn về loại hình này nếu xét về quy mô thì tín dụng đen hay gọi đúng ra là tín dụng phi chính thức chỉ khoảng 400 tới 500 tỷ đồng, tương đương 6 tới 8% tổng dư nợ nền kinh tế. Thế nhưng hệ lụy mà loại hình này để lại cho xã hội là rất lớn, tất cả là bởi bài toán lãi suất. Bài báo liệt kê 3 loại tín dụng đen chính, một là cho vay tiền gộp nghĩa là ngắn hạn, trả gốc và lãi hàng ngày, hai là vay nóng cũng trả lãi hàng ngày, gốc trả sau, tức là rất rủi ro Loại 1 vay gộp lãi suất hiện khoảng 60 tới 70%, còn loại 2 vay nóng lãi suất lên hơn 100%. Còn loại cuối cùng là cho vay mua sổ số hay là để đóm. Bài viết giá của đồng tiền trong mục góc nhìn của tờ VN Express cũng chỉ ra, riêng mức lãi suất để kết tội cho vay nặng lãi cũng nhảy múa những năm qua do chạy theo lãi suất cơ bản. Từ năm 2010, ai cho vay lãi 120% một năm là phạm tội hình sự nhưng cho tới giờ con số này có lúc lên 135%, rồi năm ngoái là tới 200% một năm. Thế nhưng từ đầu năm nay bất ngờ giảm xuống chỉ còn một nửa, tức là 100% một năm. Vấn đề là ở quy định luật, theo phân tích trên tờ thời báo kinh doanh, chẳng hạn luật dân sự 2015 quy định trần lãi suất là 20%. Tuy nhiên chỉ mới xét cho vay tiêu dùng thì đã có lúc tới 40 tới 50%. Thế nhưng vẫn không vi phạm do luật cũng quy định trừ khi luật chuyên ngành có quy định khác. Mà ở đây, luật các tổ chức tín dụng Việt Nam lại cho phép thỏa thuận Ờ, nên là trần lãi suất nói trên là không vi phạm. Tức là mấu chốt là ở chữ thỏa thuận. Khi hợp đồng đã ký, nói nôm na là bút xa gà chết thì không có cách nào cứu vãn được. Do đó theo chuyên gia, đối với tội cho vay nặng lãi cần ấn định cụ thể mức phạm tội, chẳng hạn như là trên 100% mỗi năm. Có thế thì mới biết là ai cho vay nặng lãi mà xử lý. Bên cạnh đó thì vẫn cần phải giải lại bài toán căn bản bởi như một chuyên gia nhận định tín dụng phi chính thức xét cho cùng là xuất phát từ nhu cầu chứ bản thân nó không phải là một tội đồ về gốc dễ vấn đề là hỗ trợ giải quyết nhu cầu này của người dân cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các công ty tài chính và cả công nghệ nữa để tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh và thuận tiện hơn cho người dân